believe you'd be the one to unite our two worlds. Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Khang Phim. Thật là may mắn khi khán giả tại Việt Nam được xem trước bộ phim Aquaman trước một tuần so với thị trường Bắc Mỹ. Mọi mong chờ, mọi hy vọng của khán giả đều được đáp ứng đầy đủ hết. Bộ phim ngập tràn kỹ xảo thuộc loại đỉnh của đỉnh, âm thanh chấn động, rung sàn rung ghế và nội dung cực kỳ dễ hiểu. Ngay từ những cái giây phút đầu tiên thì khán giả đã bị ngộp thở bởi những cái màn đánh nhau bất ngờ. Đáng yên đáng lành thì lính tráng từ đầu ập tới, bắn nhau ầm ầm muốn sập cả rạp. Và trong gần 2,5 giờ đồng hồ, có vẻ như đạo diễn muốn khán giả ngập chìm trong những cuộc chiến, bởi vì chúng xảy ra liên tiếp nhau một cách bất ngờ. Trời đáng yên, biển nắng lặng thì tiếp tục bắn nhau ầm ầm, rượt đuổi ngoạn mục cả trên đất liền lẫn dưới biển, khiến người xem không hề có một phút nghỉ ngơi nào hết. Có thể bạn sẽ cảm thấy ngáo ngơ một chút ở đoạn đầu, nhưng mà không sao hết, cứ bình tĩnh coi tiếp vì phim sẽ giải thích đầy đủ cho bạn rõ ràng từng chi tiết một. Không biết có phải vì đạo diễn Sam Wan vào chỉ tay năm ngón hay không mà bộ phim này ổn hơn rất nhiều so với những phim trước của DC. Mọi thứ tươi sáng hơn, hài duyên hơn và đặc biệt là fan DC hoàn toàn có thể hài lòng và vỗ tay rần rần sau khi xem phim xong. Hình ảnh 3D của bộ phim cực kỳ sáng tại phòng chiếu IMAX, rõ ràng, đủ chi tiết với độ nổi tương đối, cho bạn cảm giác như đại dương đang bồng bềnh ngay trước mắt mình. Những cảnh chiến đấu thì súng xanh, súng đỏ bắn loạn cả lên, đẹp và hoành tráng vô cùng. Còn những cảnh dưới đại dương thì sao? Chúng được trau chuốt từng chi tiết một, hình ảnh nó mờ nhẹ nhẹ kiểu như bạn đang lặn xuống biển và ngắm san hô vậy đó, chân thật vô cùng. Trong khi đó thì phần âm thanh cũng gây ấn tượng mạnh không kém. Âm thanh mạnh đến mức có thể sẽ làm rung sàn, rung ghế luôn, rất là uy lực. Và toàn bộ hệ thống loa trong rạp được tận dụng tốt để định hướng âm thanh. Tiếng động dội từ trên xuống, từ trái phải, từ sau, từ trước, tất cả đều cực kỳ chân thật. Dàn diễn viên trong phim thì đỉnh khỏi nói lên, toàn là trai xinh gái đẹp. Diễn viên thì nữ, ngực to, vòng một đẹp và mặc những bộ trang phục tôn lên cái vòng một của cô, đồng thời cho thấy sức mạnh của người phụ nữ. Còn diễn viên nam đóng vai Aquaman thì sao? Múi nhiều, ngực bự, đếm múi không hết luôn. Với số điểm cao chót vót 9 trên 10 trên trang Khang Phim, 8,2 trên 10 trên trang IMDb và có tới 76% nhà phê bình trên trang Rotten Tomatoes đồng ý rằng phim tươi. Vậy thì bạn còn chần chờ gì nữa mà không đặt vé ngay đi. Phim rất dễ xem và bản thân Khang Phim thấy vũ trụ của DC cũng rất là dễ hiểu. Những định dạng mà khuyến cáo các bạn nên xem là IMAX, Starium, 4DX. Tất cả những phòng chiếu này các bạn nên xem suốt 3D để cảm nhận trọn vẹn bộ phim nhất. Lưu ý với các bạn là có một đoạn after credit ở cuối phim và bạn chỉ cần đợi một chút là xem được ngay. Đến lúc chữ trắng nên đang chạy lên thì đi về được rồi, không còn gì nữa đâu. Cảm ơn các bạn đã xem video review bộ phim này và đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Khang Phim để nhận thêm nhiều video khác hay hữu ích hơn.